gana si Eta eh. Fintech. Thank you.
Can't feel the sense. Nhưng mà hôm qua cái con kia về nó cắm sạc nó không lên hay là nó... Nó dùng lên pin thì nó cắm vào không được. Dùng lên pin nó bảo. Sao nó không cắm trước nhỉ? Bây giờ nó không lên à? Bây giờ nó không lên màn hình. Bây giờ nó trắng. Trắng hay là đen? Đi. Trắng không? Trắng. Còn Galaxy F7 lép đi. Rồi, dùng cái này chỉ làm cho người Nhật. Tao chỉ làm cho lớp tao dùng thôi. Yeah.
bảo là chạy bản gốc xong là nó thấy kiểu lại là mình muốn có tiếng Việt đấy thì nó lại chạy lại cái bản cũ thì cứ reset lại nó bị như thế thì nó không chuẩn sao lại giờ phải có bản chuẩn. Bảo thôi cứ dùng bản này thôi cho chắc ăn. Vấn đề là lốt rồi không? Để Việt hóa cho nó rồi đấy. Việt hóa, mình làm gì có cái tool Việt hóa. Auto Quy tool đấy, tống vào em cứ chọn auto đi. Để rốt xem nó rốt rồi. Chung hay đi học của tôi.